Nhiều thí sinh khuyết tật đại diện cho các bang của Mexico đã về bang Veracruz để thi tài. Mặc dù ngồi xe lăn, nhưng các người đẹp vẫn phô diễn được vẻ đẹp thông qua trình diễn 3 bộ trang phục, gồm trang phục thường ngày, trang phục truyền thống và trang phục dạ tiệc. Bên cạnh đó là những câu chuyện về cuộc đời và sự nỗ lực của bản thân thí sinh trong cuộc sống, vượt qua những khuyết tật mà họ gặp phải. Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng chúng tôi cũng giống như bao người khác, cũng có ước mơ, có cảm xúc, chỉ là chúng tôi phải ngồi xe lăn mà thôi. Nhưng điều đó không khiến chúng tôi khác biệt và chúng tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi rất vui khi được trở thành người đại diện của bang Yucatan. Tôi nghĩ điều quan trọng là phụ nữ phải được công nhận và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhận thức được vai trò của người phụ nữ thông qua cuộc thi này. Vương miện của cuộc thi đã được trao cho cô Karen Ross và cô sẽ đại diện cho Mexico tham gia cuộc thi Hoa hậu ngồi xe lăn thế giới diễn ra tại Pháp vào năm tới.